Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ. Khán giả được đến với một không gian nghệ thuật với những nét độc đáo được chất lọc, chọn lựa từ hai nền văn hóa qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như Welcome to Việt Nam, Hát chống quân nước Bác do các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn, cùng các tiết mục múa dân gian cổ truyền của Ấn Độ do các nghệ sĩ đến từ Hội đào tạo nghệ thuật biểu diễn và hành động tiêu chuẩn trình diễn. Cái hoạt động như thế này ấy, nó sẽ tạo một cái điều kiện hết sức thuận lợi cho việc hòa nhập giao lưu văn hóa cũng như là hội nhập quốc tế của tỉnh. Thông qua các hoạt động như thế này thì chúng ta có thể triển khai các cơ hội hợp tác về xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp của Ấn Độ đến với tỉnh Vĩnh Phúc của chúng ta. Múa Odissi là một trong những điệu múa cổ xưa nhất của Ấn Độ, được xem là tinh hoa đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ. Với những động tác uyển chuyển nhẹ nhàng là sự kết hợp của thẩm mỹ và kỹ thuật khéo léo, điệu múa thể hiện vẻ đẹp của những ngôi đền và triết lý liên quan đến vị thần được yêu chuộng nhất Ấn Độ, thần Jagannath. Tôi phát hiện ra có rất nhiều người dân Vĩnh Phúc thích khám phá văn hóa Ấn Độ và yêu thích điệu múa cổ truyền Odissi của Ấn Độ. Vĩnh Phúc là một tỉnh rất đẹp, tôi rất yêu những hàng cây xanh, những hồ nước của tỉnh. Tôi hy vọng có nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam sẽ đến với Vĩnh Phúc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật múa cổ điển Ấn Độ được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ 15 tháng 8 năm 1947, 15 tháng 8 năm 2024, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam với nhân dân Ấn Độ cũng như quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Vĩnh Phúc với Đại sứ quán Ấn Độ.